Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp Công an huyện Bắc Tân Uyên bắt giữ Lê Hùng Minh, 26 tuổi, trú Bình Dương để điều tra hành vi nổ súng bắt giữ người trái pháp luật. Người bị bắt cóc là chị Phan Như Y, tên viết tắt, 23 tuổi, quê An Giang, từng là người yêu của Minh. Theo cơ quan công an, khuya ngày 25 tháng 10, Minh cùng một người bạn chưa rõ lai lịch điều khiển xe ô tô đến địa phận xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên để tìm gặp chị Y nói chuyện. Minh ép chị Y lên xe ô tô thì bị một nam thanh niên gần đó chạy ra can ngăn rồi lao vào đánh Minh. Bị đánh, Minh nổ súng làm nam thanh niên hoảng sợ, bỏ chạy và may mắn không bị thương. Sau đó, Minh khống chế được chị Y lên ô tô rồi nhanh chóng rời đi. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng truy xét, phát hiện Minh đang giam lỏng chị Y tại một khách sạn thuộc thành phố Thủ Dầu Một. Các trinh sát đã bí mật bao vây, giải cứu chị Y và bắt giữ Minh cùng khẩu súng. Bước đầu, Minh khai nhận do muốn níu kéo tình cảm với chị Y nên đã làm như vậy. Hiện tại, lực lượng công an vẫn đang truy tìm nam thanh niên giúp sức cho Minh.